Giải trí miền Tây chào mừng cô chú các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Chúc cô chú các anh chị và các bạn xem video vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Buổi chiều hôm nay thứ sáu ngày 10 tháng 5 năm 2024, Giải trí miền Tây tiếp tục cập nhật tình hình giá mít Thái Lan, giá mít Indo ruột đỏ để cô chú các anh chị và các bạn có giá chính thức để tham khảo và cập nhật. Giá mít luôn biến động trên thị trường do nhiều thời điểm khác nhau, giá cả khác nhau, thời gian khác nhau, biến động ở từng nơi, từng thời điểm, từng địa phương. Trong thời điểm này, lượng mít ở nhà vườn hầu như còn ít, nên giá cả cũng biến động tăng hơn. Đây là tín hiệu vui cho bà con trồng mít, bởi giá cả tốt hơn, bà con có được lợi nhuận, có được thu nhập cao hơn. Trong thời điểm này, trồng mít Thái Lan cũng như mít Indo ruột đỏ, cô chú các anh chị và các bạn chú trọng vào đi phân đúng kỹ thuật, chăm sóc đúng thời tiết và tình hình bao trái chuẩn để trái to, đẹp, tròn về chất lượng, về trái, mẫu mã đẹp, hình thức bên ngoài bắt mắt và chất lượng bên trong ngon. Phân loại mít được phân loại như sau: mít nhất 9kg trở lên, kem nhì 7kg trở lên, mít kem 3 4kg trở lên. Đó là phân loại mít Thái Lan ở khu vực miền Tây. Thương lái ngoài phân loại mít theo tiêu chuẩn trên còn phân loại theo chất lượng. Trái mít dáng da và chất lượng trái đẹp ngon sẽ cao hơn phân loại mít chợ, mít nhất, mít nhì khác nhau. Sau đây là bản cập nhật giá mít Thái Lan buổi chiều ngày hôm nay có giá như sau. Khu vực miền Tây, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, mít kem lớn có giá 23.000 đồng một ký, kem nhì 14.000 đồng một ký. Mít kem 3 có giá 8.000 đồng một ký, mít chợ ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang có giá 3.000 đồng một ký. Tiếp theo tình hình giá mít ở khu vực Đồng Tháp, Long An, An Giang. Giá mít kem lớn 24.000 đồng một ký, kem nhì 15.000 đồng một ký, mít kem 3 có giá 9.000 đồng một ký. Mít chợ ở khu vực Đồng Tháp, Long An, An Giang có giá 3-4.000 đồng trên một ký. Tiếp theo tình hình giá mít ở khu vực Tiền Giang. Mít kem lớn có giá 25.000 đồng một ký, kem nhì 16.000 đồng một ký, mít kem 3 có giá 10.000 đồng một ký, mít chợ ở khu vực Tiền Giang có giá 4.000 đồng trên một ký. Khu vực Tiền Giang giá luôn cao hơn so với những khu vực khác. Tiền Giang tập trung rất nhiều vựa mít lớn ở đây do nằm trên tuyến đường giao thông trọng yếu, dễ chi phối phân tán đi tất cả các nơi để thu mua mít, cũng như tất cả các nơi dễ tập trung về khu vực này. Chính vì thế, các cô chú anh chị, những nhà vườn có mít ở trên khu vực Tiền Giang trồng mít Indo ruột đỏ cũng như mít Thái Lan đều có lợi thế bởi giá cao hơn. Tiếp theo là tình hình giá mít ở khu vực miền Đông, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu. Mít kem lớn có giá 10.000 đồng một ký, kem nhì 7.000 đồng một ký, mít kem 3 có giá 5.000 đồng một ký, mít chợ ở khu vực miền Đông có giá 2.000 đồng trên một ký. Tình hình giá mít ở khu vực Tây Nguyên, kem lớn 8.000 đồng một ký, kem nhì 6.000 đồng một ký, mít kem 3 có giá 4.000 đồng một ký, mít chợ ở khu vực Tây Nguyên có giá 2.000 đồng trên một ký. Giá mít ở khu vực Tây Nguyên luôn thấp hơn so với những khu vực khác bởi nơi này xa những trục lộ chính, xa những vựa mít lớn, nên cô chú các anh chị và các bạn tập trung vào chất lượng, vào mẫu mã hình thức để cân bằng giá với những khu vực khác, cũng như nâng cấp giá trị trái mít ở khu vực này. Ngoài tập trung vào trái mít, vấn đề xa hay gần những trục lộ chính, xa hay gần những vựa mít lớn, xa hay gần những trung tâm thành phố rất quan trọng, bởi nếu vườn mít của cô chú các anh chị và các bạn tập trung gần những vựa mít lớn, gần những trục lộ chính, giá thương lái thu mua cao hơn so với những nơi xa. Tình hình thu mua khác nhau 1-2.000, đó là vấn đề vận chuyển của thương lái, nên giá mít luôn chênh lệch từng vùng miền khác nhau là như vậy. Tiếp theo, Giải trí miền Tây chia sẻ về mít Indo ruột đỏ. Với Indo ruột đỏ, cô chú các anh chị và các bạn chú trọng vào việc đi phân, bởi nếu cô chú các anh chị và các bạn đi phân không đúng kỹ thuật, trái mít sẽ chua, chất lượng không ngon, bán không được. Chính vì thế, phân của mít Indo ruột đỏ, cô chú các anh chị và các bạn chú trọng vào phân hữu cơ và những loại phân phù hợp để trái mít ngon ngọt.
Vấn đề thụ phấn của trái mít Indo ruột đỏ cũng khá quan trọng, bởi nếu cô chú các anh chị và các bạn để trái ở thời điểm mưa, gió nhiều, thụ phấn kém chất lượng, trái mít nhỏ, không đẹp, méo và chất lượng trái không ngon so với cô chú các anh chị và các bạn để đúng thời điểm, trái mít sẽ to, đẹp và bán được giá mít nhất, mít nhì cao hơn so với những loại mít nhỏ hơn bán mít không có giá trị bằng. Tiếp theo sau đây là bản cập nhật giá mít Indo ruột đỏ buổi chiều ngày hôm nay có giá như sau. Mít Indo ruột đỏ loại nhất 9 kg trở lên có giá 28-30.000 đồng một ký. Mít Indo ruột đỏ loại nhì 7-9 kg có giá 18-20.000 đồng một ký. Loại 3 từ 5-7 kg có giá 10-11.000 đồng một ký. Mít chợ có giá 7-9.000 đồng. Đây là giá mít mà thương lái thu mua tại vườn của cô chú các anh chị. Giá cao thấp cũng phụ thuộc. Nếu vườn mít của cô chú các anh chị và các bạn xa hay gần những trục lộ chính, xa hay gần những vựa mít lớn, giá cả khác nhau 1-2.000. Đó là chi phí của các thương lái vận chuyển và chênh lệch cao hay thấp khác nhau. Nếu chăm sóc mít Indo ruột đỏ, cô chú các anh chị và các bạn nên chăm sóc bao trái, những dụng cụ bao trái phù hợp để da mít đẹp và dáng mít to, tròn và chất lượng mít cao. Cô chú các anh chị và các bạn bán giá sẽ cao hơn so với những loại mít không đẹp, trái không ngon. Giải trí miền Tây xin nhắc lại, giá mít Indo ruột đỏ loại nhất 9kg trở lên có giá 28-30.000 đồng một ký. Mít loại nhì 7-9kg có giá 18-20.000 đồng một ký. Mít Indo ruột đỏ loại 3 5-7kg có giá 10-11.000 đồng một ký. Mít chợ có giá 7-9.000 đồng. Đây là giá mít thương lái thu mua tại vườn để cô chú tham khảo. Tình hình giá mít Indo ruột đỏ cũng như giá mít Thái Lan đang biến động và có xu hướng tăng giảm, giá cả biến động không ổn định. Nhưng giải trí miền Tây mong tình hình giá mít còn cao hơn nữa, trở về với thời điểm giá mít đạt đỉnh 95.000 đồng một ký, 100.000 đồng một ký, 115.000 đồng một ký, để cô chú các anh chị và các bạn những nhà vườn có được thu nhập, có được lợi nhuận cao hơn để yên tâm sản xuất. Giải trí miền Tây ngoài chia sẻ về mít Thái, mít Indo ruột đỏ còn chia sẻ về giải trí, về nhiều vấn đề ở trang chính. Mời cô chú các anh chị và các bạn trở về trang chính để tìm những video thích hợp theo dõi. Cảm ơn cô chú các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian quý báu để xem hết video này. Đừng quên đăng ký, like, chia sẻ và ấn vào cái chuông để cô chú các anh chị và các bạn luôn là người đầu tiên nhận được video sớm nhất mỗi khi giải trí miền Tây phát hành video mới. Xin nói lời chào, hẹn gặp lại video sau. Bye bye.